Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Chap 905 của One Piece đáng lẽ ra đã được phát hành từ tuần trước rồi, nhưng thật tiếc vì tác giả Eiichiro Oda đã không thể hoàn thành nó. Nhưng không sao cả, vì cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến lúc Chap 905 được ra mắt. Chúng ta đều biết rằng đất nước Wano sẽ là hành trình tiếp theo trong One Piece, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải dừng chân một vài chap để đến với hội nghị thượng đỉnh Revivory đang được chuẩn bị bắt đầu. Chap 905, thế giới tươi đẹp. Hai năm trước trong trận chiến thượng đỉnh giữa Tổng bộ Hải quân và băng hải tặc Dâu Trắng để giải cứu Ace, mặc dù trong trận chiến này Tổng bộ Hải quân đã giành chiến thắng, còn thuyền trưởng Dâu Trắng tử nạn, nhưng bù lại Marineford đã bị hủy hoại hoàn toàn. Pháo đài Marineford là biểu tượng công lý cho hải quân trong suốt bao nhiêu năm qua. Vì thế, để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với làn sóng bạo lực đang leo thang trong thời đại hải tặc mới, thì chính phủ thế giới đã quyết định rằng cho xây dựng một pháo đài mới vững chắc hơn. Và đây chính là thành trì mới đại diện cho công lý. Pháo đài có tên là Tân Marineford và đứng dưới quyền chỉ huy của thủy sư đô đốc Sakuzaki, người đã giết chết Ace trong trận chiến 2 năm trước. Tổng bộ hải quân mới Tân Marineford đã được xây dựng ở phía bên kia của Red Line, nằm thẳng ở cửa ngõ vào cửa Tân Thế Giới, kết hợp với tổng bộ cũ tạo thành vành đai bảo vệ thánh địa ở cả hai phía. Sakazuki khi nói chuyện với T-Bone đã cực kỳ tức giận khi biết Fujitora đang ở Mariazua. Và bởi vì Fujitora không hoàn thành nhiệm vụ khi không mang được đầu của Luffy và Law về, thì không được phép đặt chân tới bất cứ căn cứ của hải quân nào. Tiếp đến là sự xuất hiện của các vị vua và hoàng tộc từ khắp các quốc gia trên khắp thế giới lần lượt tiến đến thánh địa Mariazua. Vua và hoàng hậu của một số nước đã xuất hiện ở trước hội nghị Revivory. Neptune xuất hiện cùng Shirahoshi và ba người con trai của ông. Ông nội Luffy là phó đô đốc Garp, là người đã hộ tống họ. Một điều bất ngờ đó chính là em trai nuôi của Sabo là Steely lại xuất hiện với danh nghĩa là vua của quốc vương Wa. Steely đã rất sốc khi nhìn thấy Garp. Vương quốc Wa là một vương quốc biểu tượng của hòa bình, nhưng trái ngược với việc nó được mệnh danh như vậy thì nơi đây lại sản sinh ra biết bao tên tội phạm nguy hiểm. Ngoại trừ phó đô đốc Garp thì nơi đây đã sản sinh ra Dragon, Ace, Sabo Hỏa Quyền, Luffy Mũ Rơm, những thành phần nguy hiểm cho chính quyền thế giới. Tại thánh địa Mariazua thì Fujitora đang ngồi uống trà nói chuyện với đô đốc bò xanh. Đô đốc bò xanh có xuất hiện trong chap này, nhưng có điều là chúng ta chỉ nhìn thấy cái bóng chứ không nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Bên Vegapunk thế nào? Ông ấy đã hoàn thành một thứ mạnh không thể tin nổi. Vậy có nghĩa là, điều đó có nghĩa là ta không cần tới Thất Vũ Hải nữa đâu. Qua buổi nói chuyện giữa hai đô đốc đã cho thấy sắp tới các Thất Vũ Hải sẽ chính thức bị thất nghiệp sau khi phát minh của Vegapunk đã hoàn thành. Ngoài ra, một cuộc đột nhập của quân cách mạng đã được tiến hành. Sabo lúc này đang cải trang thành một người lính của Wa đi tháp tùng gia đình hoàng gia. Hội nghị Revivory đã bắt đầu và chắc chắn có một số sự cố xảy ra tại đây mà khả năng lớn có liên quan đến quân cách mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.